Mới tập chơi bẫy bìm bịp thì cần những gì anh ơi? Anh có thể tư vấn cho em được không? Mới tập chơi thì ta nên dùng một bộ bẫy bán nguyệt đa năng như thế này. Tại sao lại dùng một bộ mà không phải dùng một cái? Một bộ bao gồm hai cái bẫy, một cái bẫy để treo mồi cóc nhái và một cái bẫy để con bìm bịp giả, thêm một cái loa điều khiển từ xa nữa. Hai bẫy đánh cách nhau tầm 2 mét, loa để sát bẫy con chim giả và phủ lá cây lên. Quan trọng nhất là phải có bộ tướng bìm bịp khiêu chiến. Con chim nó mới tức, nó về mới nhanh và nó mới xuống cả đôi, thậm chí là xuống 2 đến 3 4 con. Khi chim về gần thì ta cho loa kêu nhỏ đi. Nghe thấy tiếng này là chim nó sẽ tức và nó sẽ lao xuống đá ngay. Nếu mà bẫy một cái thôi thì tỷ lệ thành công rất thấp. Vì khi một đôi chim nó về, có con nó thích đá chim giả, có con nó thích ăn mồi cóc nhái. Thế nên chúng ta có hai bẫy thì tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ là 100%.